Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm. Sau một cái thời gian điều trị thì mình cảm thấy có rất nhiều hiệu quả từ cái sản phẩm này. Đó chính là serum neem, một cái sản phẩm được chiết xuất 100% thì từ thiên nhiên. Như các bạn thấy đó, sau một thời gian sử dụng thì trước đó thì da mình rất là nhiều mụn ha. Sau này thì mụn trên da mình giảm hẳn. Đây là một sản phẩm mình cảm thấy rất là hài lòng về chất lượng của nó. Ngoài cái công dụng chính về trị mụn da thì nó còn có rất là nhiều tác dụng khác, ví dụ như là trị thâm nám, hoặc là cháy nắng. Ví dụ như mình sau một ngày làm việc thì mình đi ngoài nắng về thì mình sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ giảm rất nhiều về cái thâm nám và những cái tác hại do nắng gây ra. Ngoài ra thì đây là một sản phẩm cực kỳ tốt cho việc chống lão hóa và tăng cường độ ẩm cho da. Vì vậy các bạn hãy đến với sản phẩm serum neem, một cái sản phẩm đến từ công ty Atonica, để thấy được những cái hiệu quả tích cực từ nó nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.